Hiện nay trường của chúng ta đang hướng đến là cái phần là gọi là tài liệu điện tử. Chính vì vậy khuyến khích sinh viên dùng tài liệu điện tử nhiều hơn bản in ấn. Thứ nhất, bản in ấn là chúng ta là dùng một thời gian chúng ta sẽ bị rách nát và chúng ta cũng sẽ bị bỏ vào tồn kho, rất là khó khăn khi chúng ta cập nhật nhiều cái thông tin, ví dụ như sách tin học chẳng hạn, hoặc là những cái sách về cái chuyên ngành mới, thì là chúng ta mới nảy sinh thì chúng ta khó có cái nơi mà chứa những cái tài liệu in ấn nhiều. Trong khi cái giáo trình điện tử là các bạn vô tư, các bạn vô có thể tra cứu lúc nào cũng được. Do đó cái tài liệu in ấn hiện nay chỉ hạn chế cái mức vừa phải thôi, cũng không phải là có như thiếu cho đến các bạn. Khi các bạn đến giáo trình, mượn giáo trình thì chúng tôi vẫn cung ứng đầy đủ cho các bạn khoảng 2/3 lớp để cho các bạn vừa đủ cho các bạn học được. Và giáo trình chúng tôi không hạn chế số lượng mượn. Ví dụ như các bạn mượn nhiều, chúng tôi sẽ cho mượn nhiều. Chứ không có, các bạn kêu là thủ tục mượn không, rất ít là không có. Chúng tôi cho mượn rất nhiều. Nhưng các bạn nên nhớ rằng khi các bạn không làm thủ tục hoàn trả đúng thời gian quy định thì chúng tôi sẽ không cho mượn tiếp. Cho nên là có các bạn nói là mượn nào kỳ rồi đến giữa kỳ không cho mượn là vì các bạn không chưa hoàn trả hết tài liệu, cho nên chúng tôi không thể cho mượn tiếp được. Cho nên các bạn phải hiểu thủ tục đó và các bạn phải làm thủ tục trả hết rồi chúng ta sẽ mượn tiếp được tài liệu.